tóc dài nè, cô ra nhìn ông nè, nói đi, chúc mừng năm mới. Đấy nè, đây nè. Thế là qua bên này, qua bên này. Đấy được rồi. Thế là chưa còn nữa. Sao vậy? Chê màu trắng. Chê sao mà? Bao đỏ, sao là không lấy bao đỏ, lấy bao xám vậy? À, tại nó có nhiều bao. Đưa cho giờ đổi bao đỏ ha. Rồi nè. À đưa đi, à đi. Ô mẹ giống như ông cóp nào đây. Giống FBI vậy. Sáng qua không thấy người. Mà phải có lại nhau. Đây, đây là người đẹp Việt Nam. Đây là người đẹp Linh. Sao đây? Coi đây đưa về cho ông Đường ha. Đâu rồi, hát đi này, hát cho Bác Hoan quay này. Hát nào. Chó làm sao? Cho ba thổi nữa nè. Đó. À, bây giờ làm gì để ta quay cho xong nào một shot. À, trời ơi là trời. Tại sao khóc? Hả? Tại sao khóc? Thần ti. Anh đòi ăn thịt chó, muốn làm. Ok, bây giờ thì là nói thì là làm vài ba thứ gì đó. À nào. Đó, coi là làm gì ông Hoàng nè, trong hoàng phim này hôm nay. Có Yên cả. Cái bạn đó hả? À, mấy đứa bạn đó. Đi đâu nói chứ. Má một tí rồi á.